Huyền thoại Chiến thần tập 70. Lông mày của cô nhíu lại, tốc độ đọc càng lúc càng nhanh hơn, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn. Không đúng, sao lại như vậy chứ? Nhìn thấy biểu hiện của Đinh Mộng Nguyên, Gia Sách cảm thấy không hay. Với tính tình kia của Đinh Trọng, làm sao ông ta có thể thỏa mãn ước nguyện của mình một cách dễ dàng như vậy chứ? Nếu không làm ra chuyện xấu gì thì Gia Sách mới cảm thấy không bình thường đó. Anh bình tĩnh hỏi, có chuyện gì sao? Đinh Mộng Nguyên đập ngay kế hoạch lên bàn, vừa sốt ruột vừa tức giận. Ông nội, ông ấy, ông muốn cải tạo tiểu khu Đế Hào thành một công viên thu phí. Về phần khu quy hoạch Nghĩa Trang đã dời đến một nơi rất xa. Chưa kể môi trường ở đó rất kém, nơi đó cũng rất nhỏ, phong thủy lại càng xấu. Điều này cho thấy ông ta không muốn đưa chỗ tốt cho Gia Sách. Đinh Mộng Nguyên nghiến răng nói, khinh người quá đáng mà. Rõ ràng đã thỏa thuận lấy tiểu khu Đế Hào làm khu quy hoạch Nghĩa Trang, tại sao lại thay đổi đột ngột như thế chứ? Gia Sách cười và lắc đầu, đây không phải là ngày đầu tiên anh biết Đinh Trọng. Trái tim ông già đó còn nhỏ hơn cả lỗ kim, có thể làm ra những chuyện như vậy mới thật là bình thường. Trên cơ bản chẳng có gì là ngạc nhiên cả. Đinh Mộng Nguyên tức giận vỗ bàn, không được, em sẽ không bao giờ cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cô cũng không cho Gia Sách thời gian để nói, đã cầm lấy bản kế hoạch và bước ra ngoài. Công lao cô vất vả làm việc mới có được, sao có thể để người khác nói lấy đi là lấy đi được chứ? Hơn nữa cô ở trước mặt Gia Sách tự tin lâu như vậy, nếu giờ này không thể làm được chuyện gì, chẳng phải sẽ khiến cho Gia Sách bị vấy bẩn hay sao? Mặc dù Gia Sách không cũng có thể không trách cứ Đinh Mộng Nguyên, nhưng trong lòng cô không thể vượt qua được chuyện này. Cô đi thẳng đến văn phòng chủ tịch. Đinh Mộng Nguyên không gõ cửa, cô cứ thế đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy Đinh Trọng đang thảo luận với Đinh Tử Ngọc và Đinh Phong Thành về chi tiết sẽ phát triển công viên tiểu khu Đế Hào. Nhìn thấy Đinh Mộng Nguyên tức giận bước vào trong như vậy, trong lòng ba người đều biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Đinh Trọng vẫn giả bộ không biết, cố ý hỏi Mộng Nguyên, có chuyện gì vậy sao? Sao không có phép tắc gì cả, không biết trước khi phải vào khó phải gõ cửa sao? Gõ cửa hả? Hà, cô Hành không thể gõ vào trán ông ta hai cái thì có. Đinh Mộng Nguyên đưa bản kế hoạch ra và hỏi, ông nội, chuyện này là sao? Cái gì mà chuyện này là sao? Đọc bản kế hoạch đó không hiểu gì à? Ông nội, ông đừng giả vờ không hiểu, lúc trước đã thỏa thuận như thế nào chứ? Chỉ cần cháu có thể lấy được tiểu khu Đế Hào thì ông sẽ cải tạo nó thành khu quy hoạch Nghĩa Trang và cho Gia Sách một vị trí tốt nhất. Kết quả thì sao? Tại sao lại biến tiểu khu Đế Hào thành một công viên? Tại sao vị trí của khu quy hoạch Nghĩa Trang lại biến thành một góc có phong thủy xấu như thế? Ông nội, ông hơi quá đáng rồi đấy. Đinh Trọng biết rằng cô sẽ nói những lời này, nhưng ông ta không hề thay đổi sắc mặt trước lời buộc tội của Đinh Mộng Nguyên. Trong lòng ông ta vẫn lặng như nước, không hề dao động một chút nào. Ông ta vuốt râu hừ giọng, Mộng Nguyên, tôi nghĩ là cháu đã hiểu lầm rồi. Thỏa thuận của tôi với cháu không phải là những gì như cháu đã nói. Những gì tôi đang nói là chỉ cần cháu có thể giành được tiểu khu Đế Hào thì tôi hứa với cháu sẽ giúp Gia Sách phát triển một khu quy hoạch Nghĩa Trang, chứ không giống những gì cháu đã cải tạo tiểu khu Đế Hào thành khu quy hoạch Nghĩa Trang. Nghe có hiểu chưa vậy? Khuôn mặt của Đinh Mộng Nguyên đỏ bừng vì tức giận, bàn tay siết chặt bản kế hoạch mạnh đến mức nó cong lại. Qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát, được chim bẻ ná, được cá quanh năm. Bây giờ Đinh Mộng Nguyên đã nhìn rõ bộ mặt của Đinh Trọng, hóa ra lại xấu xa như vậy. Hình tượng ông nội trong lòng cô đã hoàn toàn sụp đổ. Cô từng nghĩ ông nội có thành kiến với cô, chỉ cần cô chăm chỉ nhất định sẽ có sự thay đổi. Bây giờ cô biết mình đã sai rồi. Đinh Trọng chính là một kẻ vô liêm sỉ, vì đạt được mục đích mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ông nội, ông nhất định phải làm chuyện quá đáng như vậy sao? Quá đáng? Đinh Trọng cười to, Tử Ngọc, Phong Thành, các cháu nói xem ai mới là cười người quá đáng chứ? Đinh Tử Ngọc mỉm cười, Mộng Nguyên, là em đã nghe lầm rồi đó, tại sao lại đổ lỗi cho ông nội được chứ? Như vậy chẳng phải là già mồm cãi láo sao? Đinh Phong Thành gật đầu, đúng vậy, ông nội có thể giúp đỡ thằng rể bất tài nhà em đã là rộng lượng lắm rồi. Em bà, em không những không cảm ơn mà còn lấy oán báo ơn, sẽ bị trời trừng phạt đấy. Ba người này mỗi người một lời đổi trắng thay đen, biến những chuyện vô lý của họ thành những chuyện họ thật sự vĩ đại vậy. Cuối cùng giống như là Đinh Mộng Nguyên mới là người cố tình gây sự. Rõ ràng là một người một nhà, nhưng Đinh Mộng Nguyên lại bị ba người họ cùng nhau lật đổ, làm cô đau như cắt. Ba người Đinh Trọng nhìn bộ dạng vừa lo lắng vừa tức giận và bất lực của Đinh Mộng Nguyên, bèn đồng thời nở nụ cười mãn nguyện. Đã lâu rồi họ không được hạnh phúc như vậy. Từ trước tới giờ họ đều bị Đinh Mộng Nguyên đùa giỡn, cuối cùng hôm nay
cô cũng đã nếm trải cái gì gọi là lực bất tòng tâm. Chính là muốn chỉnh đốn, chính là đến chết không chịu thừa nhận có làm cô làm gì được nào. Suy cho cùng thì cô chỉ là một kẻ sinh sau đẻ muộn của nhà họ Đinh mà thôi. Khi ba người Đinh Trọng đang dương dương tự đắc, khi Đinh Mộc Nghiên đang rất tức giận không biết làm gì thì những tiếng bước chân giòn giã vang lên. Sau đó người đàn ông mà Đinh Trọng ghét nhất đã xuất hiện. Giờ sắc anh đứng bên cạnh Đinh Mộc Nghiên, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh không bao giờ thay đổi. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang lạnh run của Đinh Mộc Nghiên. Chào buổi sáng ông nội. Đinh Trọng hừ giọng, đã hơn 10 giờ hết sáng rồi. Giang Sách mỉm cười và nói một câu khiến tất cả mọi người có mặt đều rất khó hiểu. Ông nội, cảm ơn ông đã vì chuyện của em trai tôi mà vất vả rồi, còn chuẩn bị cho 2 miếng đất để quy hoạch nghĩa trang nữa. 2 miếng? Mọi người nhìn nhau rất khó hiểu. Đinh Phong Thành cười khẩy, Giang Sách, cậu đang nói nhảm nhí gì vậy? Không phải sao? Giang Sách giả vờ khó hiểu. Tiểu khu Đế Hào sẽ quy hoạch thành khu nghĩa trang thì không nói làm gì, còn đặc biệt phát cho thêm 1 miếng đất nữa. Này là không phải là 2 miếng thì là gì chứ? Đinh Trọng bật cười, Giang Sách, đầu óc của cậu chứa bã đậu hay sao vậy? Đó là 2 miếng đất sao? Đó là sử dụng khu đất ở phía sau thay vì sử dụng đất ở tiểu khu Đế Hào, hiểu không? Giang Sách nhíu nhíu mày, nhưng đó không phải là những gì ghi trong bản đề xuất khi dự án. Khi các chủ hộ của tiểu khu Đế Hào ký tên, tất cả đều đồng ý sử dụng miếng đất đó làm khu quy hoạch nghĩa trang. Ông tự ý thay đổi nội dung của bản đề xuất dự án mà không làm theo kế hoạch, liệu mọi người có bằng lòng hay không? Hả? Tất nhiên là Đinh Trọng đã nghĩ đến điều này. Trong trường hợp bình thường, ai cũng phải thực hiện theo những gì đã ghi trong bản đề xuất, chứ không thể tùy tiện thay đổi nó sau khi người khác đã ký tên. Nhưng lần này thì khác, lần này là muốn cải tạo nhà cũ người ta thành khu nghĩa trang. Bây giờ thay đổi kế hoạch, hủy bỏ kế hoạch cải tạo thành nghĩa trang và biến nó thành một công viên xinh đẹp. Đây là một chuyện tốt cho các chủ hộ. Chuyện tốt như vậy, tại sao không đồng ý chứ? Ai lại muốn ngôi nhà cũ của mình bị biến thành một ngôi nhà mồ chứ? Trừ khi bộ não của những người đó có chứa bã đậu giống như của Danh Sách. Đinh Trọng lạnh lùng nói, chuyện này cậu không cần quan tâm đến làm gì. Danh Sách nhún vai, tùy ông, muốn làm gì thì làm, tôi và Đinh Mộng Nguyên có việc phải làm, đi trước đây. Anh kéo Đinh Mộng Nguyên và chuẩn bị rời đi. À đúng rồi, chúng tôi sẽ quay về và chuẩn bị kế hoạch dự án tổng thể cho việc xây dựng lại khu quy hoạch nghĩa trang ở tiểu khu Đế Hào. Nếu ông nội cần thì cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Đinh Trọng cười lớn và lừa nguyết Danh Sách như một tên ngốc. Cậu nghe mà không hiểu sao? Tôi sẽ không biến tiểu khu Đế Hào thành nơi mà cậu mong muốn. Cậu nên cắt đứt tâm tư này đi là vừa. Giang Sách khẽ cười, nói trước bước hôm qua. Ông nội à, tôi có linh cảm rằng dự án cải tạo công viên của ông sẽ không được thông qua đâu. Nói xong, anh dẫn Đinh Mộng Nghiên rời đi. Đinh Trọng cười to, đồ ngốc. Chỉ có đầu óc bá đậu mới thể nói ra những điều ngu ngốc như vậy. Ông ta ngồi xuống nhìn Đinh Phong Thành. Việc tiếp theo rất quan trọng. Phong Thành, cháu nên lập một bản thảo dùng những từ hợp lý và cảm động nhất để các chủ hộ của tiểu khu Đế Hào đồng ý với bản kế hoạch dự án của chúng ta. Mặc dù Đinh Trọng cảm thấy rằng các chủ hộ chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng không lỡ sợ, lỡ như sau này, sợ chỉ sợ chẳng may, và ông nội, cháu sẽ làm ngay. Đinh Phong Thành đứng dậy và rời đi để chuẩn bị bản thảo. Đinh Trọng nâng tách trà lên nhấp một ngụm vô cùng hài lòng, sau đó nhìn Đinh Tử Ngọc. Cũng đều là cháu gái, Tử Ngọc à, cháu rất biết cách khiến ông nội vui lòng, chứ không giống như Mộng Nghiên, chuyên gia chọc tức ông. Đinh Tử Ngọc mỉm cười, ông nội đã quá khen rồi. Ồ, đừng khách sáo như thế, đáng tiếc cháu chỉ là con gái, nếu cháu là con trai thì ông sẽ lập tức truyền vị trí chủ nhà cho cháu. Ồ, Phong Thành vẫn thua xa cháu về mọi mặt, lúc nào cũng khiến ông phải lo lắng. Ông nội, tuy rằng Phong Thành làm việc gì cũng hấp tấp nhưng cũng có năng lực. Đinh Trọng thở dài, nói à, có thể trầm ổn được một nửa như của cháu cũng đã tốt rồi. Bên kia, Đinh Mộng Nguyên tức giận quay lại văn phòng, ném bản kế hoạch xuống đất, dùng giày cao gót dẫm lên mấy cái, mỗi lần đạp là lũng một lỗ. Chưa bao giờ cô có giây phút nào khiến cô khó chịu như vậy. Trước đây, người ngoài bắt nạt cô thì không sao, nhưng bây giờ ngay cả người trong nhà cũng bắt nạt cô. Bọn họ lại còn bắt tay nhau ăn hiếp cô, khiến cô vô cùng ấp ức. Nước mắt cứ chực chờ rơi xuống. Lập tức Danh Sách bước qua ôm cô, đừng khóc, như vậy sẽ chỉ khiến bọn họ càng hả hê hơn mà thôi. Đinh Mộng Nghiên lau nước mắt ở mức nói, nhưng đám người ông nội ăn hiếp người khác quá đáng, sao có thể làm ra những chuyện như thế này chứ. Em không muốn ở trong căn nhà này nữa. Danh Sách, hay là bỏ đi. Em sẽ trả lại 10% cổ phần cho ông nội, sau đó sẽ tìm một công việc ổn định bên ngoài như cha em nhé. Danh Sách cười rồi đặt cô ngồi xuống. Em đó giận quá mất khôn rồi,
10% kia của nhà họ Đinh là gì em biết không? Em chẳng cần phải làm gì mà mỗi năm cũng được chia hoa hồng 100-200 vạn. Tại sao lại không cần chứ? Nhưng mà em cảm thấy rất khó chịu. Yên tâm đi, họ sẽ không nhảy nhót được bao lâu đâu. Nghĩa là sao? Gia Sắc nở nụ cười xấu xa. Như anh đã nói, những chủ hộ đó sẽ không đồng ý thay đổi kế hoạch đâu. Các chủ hộ không đồng ý thì cho dù ông nội có quyền thế đến đâu cũng không thể làm gì được. Đinh Mộng Nghiên bĩu môi, anh cũng rộng lượng quá rồi đó. Loại chuyện tốt như thế này, mấy chủ hộ đó không khách sáo tranh giành nhau thì thôi, chứ sao lại từ chối. Gia Sắc nhẹ nhàng nắm tay cô, hãy tin tưởng anh, bây giờ em chỉ cần ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh lại sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Thật sự Đinh Mộng Nghiên rất mệt mỏi, cô nằm trên sofa, gối đầu lên đùi Gia Sắc, cứ thế ngủ thiếp đi. Gia Sắc lấy điện thoại di động ra, soạn một tin nhắn gửi cho Mộc Dung Nhất, rồi cất điện thoại đi, như thể không có chuyện gì xảy ra. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Đinh Mộng Nghiên và tự nhủ, Mộng Nghiên, em hãy yên tâm nghỉ ngơi đi, có anh ở đây thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Hơn một giờ sau, mặt trời đã lên cao. Đinh Văn Thành đến văn phòng chủ tịch với một bản thảo vừa in xong. Ông nội, cháu đã viết bản thảo xong rồi, ông xem có vấn đề gì không? Được, đưa đến đây cho ông xem. Đinh Trọng đọc kỹ bản thảo từ đầu đến cuối rồi gật đầu. Phong Thành, lần này cháu làm rất tốt, bản thảo này viết rất tốt. Được, hãy lần lượt gọi điện thoại cho từng chủ hộ theo như bản thảo này. Làm xong việc càng sớm càng tốt, sẽ khởi công càng sớm. Dạ, cháu sẽ đi gọi ngay. Đinh Phong Thành sử dụng điện thoại cố định của công ty để thực hiện cuộc gọi. Điều này sẽ càng chính thức hơn. Đầu tiên, anh ta quay số điện thoại di động của Quan Chí Toàn, bấm các dãy số và kiên nhẫn đợi hơn 20 giây trước khi cuộc gọi được kết nối. Alo, alo tổng giám đốc Quan, tôi là phó tổng giám đốc của công ty sản xuất nhiệt Đinh, Đinh Phong Thành. Tôi muốn thảo luận với ông về việc cải tạo tiểu khu. Đinh Phong Thành thao thao bất tuyệt theo những gì đã viết trong bản thảo một cách vô cùng hợp lý và vừa phải. Nói xong chuyện cải tạo dự án sửa đổi, Quan Chí Toàn ở đầu dây bên kia trầm tư. Đinh Phong Thành tràn đầy tự tin sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì. Theo như là anh ta nói thì nhất định sẽ có thể gây ấn tượng tốt với đối phương. Chưa kể thay đổi lần này có lợi cho đối phương, thật sự không thể nghĩ ra bất cứ lý do gì để từ chối. Tuy nhiên, sự tình cứ xấu hổ như vậy đấy. Dòng điệu Quan Chí Toàn bất thiện nói ra ba chữ, tôi từ chối. Sắc mặt Đinh Phong Thành thay đổi, nụ cười đông cứng lại, hoàn toàn không hiểu được tại sao đối phương lại có câu trả lời như vậy. Từ chối sao? Tại sao? Điên hay gì thế? Đinh Phong Thành còn muốn nói thêm điều gì đó, Quan Chí Toàn đã trực tiếp đáp lại. Tôi nói rồi, tôi từ chối, anh không cần nói với tôi chuyện này nữa. Ngoài ra, nhà họ Đinh các người, ngoại trừ cô Đinh Mộng Nghiên, điện thoại của bất kỳ ai, tôi đều sẽ không tiếp, hiểu chưa? Này, tổng giám đốc Quan, ông đây là... Tút. Đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Đinh Phong Thành vô tùng lúng túng đứng đó, cầm điện thoại trên tay mà không biết nên nói như thế nào cho tốt. Những lời vừa rồi Quan Chí Toàn nói, Đinh Trọng và Đinh Tướng Ngọc đều nghe thấy, cũng tỏ vẻ rất ngạc nhiên, thậm chí còn tự hỏi liệu mình có gọi nhầm số hay không. Quan Chí Toàn uống nhầm thuốc hay sao thế? Đúng là đầu óc có hố nên mới từ chối lòng tốt của chúng ta. Đinh Trọng nói, không cần phải quan tâm tới ông ta nữa, chỉ cần có hơn một nửa số chủ hộ đồng ý là được. Cháu gọi điện thoại cho người tiếp theo đi. Dạ. Đinh Phong Thành tiếp tục bấm số và gọi cho số thứ hai. Kết quả là một chuyện thậm chí còn xấu hổ hơn xảy ra. Đinh Phong Thành còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã nói thẳng, nhà họ Đinh, ngoài Đinh Mộng Nghiên, những người khác đừng tới làm phiền tôi, hiểu chưa? Cạch. Điện thoại cúp máy. Đây là đâu thế? Ba người trong phòng nhìn nhau, vẻ mặt lộ ra vẻ khó có thể tin. Một người là ngoài ý muốn, liên tiếp có hai người đều nói như thế, vậy có thể sẽ không phải là ngoài ý muốn nữa rồi. Không cần nói thêm, Đinh Phong Thành tiếp tục gọi vào số của người thứ ba và nhận được câu trả lời tương tự, liên tục gọi cho 16 số điện thoại, đáp án thu được giống hệt nhau như lúc. Các số còn lại dường như không cần để gọi tiếp. Ba người Đinh Trọng thất thần ngồi trên ghế, lông mày nhíu chặt, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Tại sao chứ? Cả đời Đinh Trọng chưa bao giờ nhìn thấy chuyện kỳ quái như vậy. Đinh Tướng Ngọc cũng nghĩ không ra. Đột nhiên cô ta nghĩ ra một việc vô cùng ác độc. Trước đó, những người khác đi đều không làm được. Mộng Nguyên vừa đi đã ký được hợp đồng. Bây giờ nhóm người này là chỉ đích danh Mộng Nguyên. Nhận điện thoại, thật sự quá không bình thường. Ông nội, ông nói xem, có thể là... Nói được nửa chừng thì cô ta dừng lại. Đinh Trọng cau mày, có thể là cái gì chứ? Nói một nửa lại không nói tiếp. Cháu muốn làm gì hả? Không phải, là chuyện này hơi khó mở miệng. Không sao, cháu cứ nói thẳng đi. Đinh Tướng Ngọc nuốt nước miếng, rất thận trọng nói. Ông nội, ông nói xem, có thể là Đinh Mộng Nghiên nó bán đứng chính bản thân nó rồi hay không?
nên mới lấy lòng được những chủ hộ này. Lời này vừa được thốt ra, cả hai người kia đều ngây ngẩn cả người. Đinh Phong Thành lại gật đầu, có lý, quá có lý, bằng không hoàn toàn không thể nào giải thích được tình huống hiện tại. Đinh Trọng nhắm mắt suy nghĩ một hồi, rồi mở mắt ra, thở dài. Mấy đứa, đừng nói nhảm nữa, nếu là một hoặc hai người thì ông còn tin được, có thể có chuyện như vậy. Vấn đề là bây giờ 30 chú hộ đồng thời điểm danh Mộng Nghiên, mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được. Hơn nữa, trong số 30 người này, có cả phụ nữ và người già đã gần 70 tuổi, sao họ có thể làm chuyện như vậy được chứ? Những lời như vậy về sau các cháu nói ít thôi, hiểu không? Đinh Tử Ngọc và Đinh Phong Thành gật đầu. Tuy Đinh Trọng ghét Đinh Mộng Nghiên, nhưng dù sao đó cũng là cháu gái của ông ta. Nếu có chuyện xảy ra với danh tiết thì không chỉ liên quan đến một mình Đinh Mộng Nghiên, mà cả nhỏ Đinh cũng đều sẽ bị bôi xấu theo. Vì vậy Đinh Trọng không cho phép đám Đinh Tử Ngọc nói càn nói bậy về vấn đề này. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nghĩ không thông nguyên nhân trong chuyện này. Đương nhiên rồi, bởi vì mấu chốt của vấn đề không nằm trên người Đinh Mộng Nghiên, mà lại ở cháu rể danh sách của ông ta. Đã sai từ nguồn thì làm sao có thể thấy được kết quả chứ? Đinh Trọng thở dài, dù rất khó chịu nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận thực tế. Cả 30 chú hộ đều từ chối hết rồi. Dự án sửa đổi này xem ra là không có khả năng sửa đổi. Ông ta đứng dậy, hay à, đi thôi, cùng đến văn phòng của Mộng Nghiên. Ba người họ lần lượt đến văn phòng của Đinh Mộng Nghiên, cũng không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào. Chợt nhìn thấy Đinh Mộng Nghiên nằm trên đùi Giang Sách đang say giấc. Đinh Trọng và Giang Sách bốn mắt nhìn nhau. Giang Sách đương nhiên biết họ đến đây để làm gì, nhẹ nhàng nói, bây giờ Mộng Nghiên đang ngủ rồi, nếu mấy người có việc gì thì cứ ngồi xuống đợi đi. Nếu dám đánh thức Mộng Nghiên, chuyện của các người cũng đừng mong hoàn thành được. Đinh Trọng hừ lại một tiếng, đó cũng không phải là việc của tôi, mà còn là việc của Giang Sách cậu. Giang Sách cười cười, cho dù khu quy hoạch nghĩa trang không xây dựng được cũng không sao, đối với tôi đó không phải là vấn đề lớn. Nhưng nếu kế hoạch cải tạo của tiểu khu Đế Hào không thành công, các người còn muốn thuyết phục được những chủ hộ đó thì chính là chuyện bất kể như thế nào cũng không có khả năng. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, ông cụ hẳn là rất rõ ràng. Đinh Trọng đặt mông ngồi xuống, vì không có ghế nào khác trong văn phòng nên Đinh Trọng, Đinh Phong Thành và Đinh Tử Ngọc buộc phải đứng đợi. Phải đợi, cũng giống như Lưu Bị ba lần mời Gia Cát Lượng kiên nhẫn đợi bên ngoài ngôi nhà tranh vậy, ba người Đinh Trọng cũng đang đợi Đinh Mộng Nghiên thức dậy. Nhưng Đinh Mộng Nghiên vẫn ngủ rất say, giấc ngủ này kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ. Chờ đến hơn 3 giờ chiều, có thể là Đinh Mộng Nghiên đói bụng hoặc có thể đã ngủ đủ giấc, cô đứng dậy dụi dụi đôi mắt nhập nhèm. Điều này khiến Đinh Phong Thành kích động chết đi được, anh ta đã đứng đó suốt 3 tiếng đồng hồ rồi đấy. Đùa gì chứ, hồi huấn luyện quân sự anh ta cũng chưa bao giờ phải đứng như thế này cả. Đứng lên nổi hai chân anh ta run rẩy gần như muốn tê liệt. Em ba yêu dấu, em tính rồi, em đã để anh hai, chị cả và ông nội chờ lâu lắm rồi đấy. Đinh Mộng Nghiên giật mình nhìn Đinh Phong Thành và Đinh Tử Ngọc đang bị phạt đứng, cùng với Đinh Trọng đang đầy mặt tức giận, vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô lại làm cái gì sai rồi sao? Không có mà, chỉ mới ngủ một giấc thôi, cũng không đến mức nói mình bỏ bê công việc đi chứ. Ông nội, các người đến chỗ cháu hả? Hà, Đinh Mộng Nghiên, em giả vờ giỏi quá nhỉ. Đinh Tử Ngọc lạnh mặt nói ra, tại sao bọn chị lại đến chỗ em, trong lòng em không rõ sao? Cô ta đã đứng suốt 3 tiếng đồng hồ, ngày thường được cơm chiều, sao mà chịu được khổ sở như vậy, giờ bụng đầy thuốc nổ, sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Đinh Mộng Nghiên nhanh chóng đứng lên, chị cả, em thật sự không biết chị đang nói cái gì. Đinh Tử Ngọc hừ lại một tiếng, quay mặt đi, dứt khoát không để ý tới cô. Cuối cùng vẫn là Đinh Trọng chậm rãi nói ra, Mộng Nghiên, quậy đủ chưa? Quậy đủ rồi thì nhanh chóng giải quyết chuyện này đi. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, cháu chú ý một chút cho tôi. Đây là thái độ nhờ người ta làm việc sao? Trong lòng Giang Sách chế giễu, đã là khi nào rồi mà vẫn còn cuồng vọng như vậy chứ? Anh đứng dậy, nắm lấy tay Giang Đinh Mộng Nghiên định ra ngoài. Động tác này khiến ba người Đinh Trọng sợ hãi, đùa cái gì vậy? Bị phạt đứng 3 tiếng đồng hồ, chờ cô tính lại mà kết quả muốn rời đi ngay sao? Giang Sách, cậu muốn làm gì vậy? Đinh Trọng nôn nóng hét lên. Giang Sách thản nhiên nói, không biết vì sao trong phòng luôn có mùi hôi, cũng không biết là ai mà không có tố chất như vậy. Đây là một lời chửi xéo, nói những lời của Đinh Trọng tương đương với đánh rắm sao? Trong lòng Đinh Trọng thầm hận, ông ta hận không thể chém Giang Sách thành 8 khúc, nhưng lúc này có việc cần xin người ta, không thể không cúi đầu nhịn. Nhịn chuyện này trước, chuyện sau về chuyện khác về sau hãy nói. Đinh Trọng thở dài, được rồi Giang Sách, cậu cũng đừng làm ầm ĩ nữa, chỉ cần Mộng Nghiên sẵn sàng gọi điện thoại và giải thích tình hình cho 30 chú hộ,
kế hoạch của chúng ta sẽ không thay đổi, bảo bọn họ dời đi đúng hạn là được. Đinh Mộc Nghiên vẫn trong trạng thái bàng hoàng. Không phải mọi chuyện đã làm xong rồi sao? Tại sao phải gọi điện thoại lại chứ? Nhà sách phì cười vui vẻ, bởi vì có người vẽ rắn thêm chân, rõ ràng chữ cũng đã ký xong rồi, vừa theo thời gian đi khởi công là ổn. Thế mà lại cứ gọi điện thoại bảo người ta phải thay đổi kế hoạch, phỏng chừng là đã chọc giận người khác, thậm chí có người không ủng hộ kiến nghị đã ký rồi phải không? Đúng là như thế. Đinh Trọng lạnh mặt, Mộng Nghiên, đối phương nói chỉ nhận điện thoại của cháu, cháu cứ gọi điện thoại nói 2-3 câu là tốt rồi, cũng không phải là chuyện lớn. Đến tận đây, Đinh Mộng Nghiên mới nghe rõ chân tướng. Đoán chừng là Đinh Trọng muốn bẫy mình, nhưng cuối cùng là tiền mất tật mang, không những không lừa được mình mà còn chọc giận đám người kia, đến cả chữ ký cũng không nhận. Ha, bây giờ còn mặt mũi nào mà đến xin mình làm việc thế? Không đúng, không phải là xin mà là ra lệnh cho mình làm việc. Đinh Mộng Nghiên cũng không phải là loại phụ nữ không có cá tính, con thỏ nóng nảy còn cắn người, huống chi là một người phụ nữ có chút cá tính. Sau khi hiểu rõ tình hình, Đinh Mộng Nghiên mỉm cười, chủ động nắm tay Giang Sách. Xin lỗi, điện thoại của cháu bị hết pin rồi, tạm thời không gọi được. Cô Đinh Trọng suýt chút nữa tức chết, thật sự lấy lông gà làm mũi tên sao? Đinh Mộng Nghiên cuối cùng nói, trùng hợp là cháu để quên cáp sạc của điện thoại di động ở nhà, cho nên hiện tại cháu chuẩn bị về nhà để sạc, khi nào sạc đầy điện thì lúc đó cháu sẽ gọi điện thoại cho bọn họ. Như thế này rõ ràng là muốn chọc giận Đinh Trọng. Đinh Mộng Nghiên, người luôn nhẫn nhục chịu đựng, cũng bị hành vi ác liệt lặp đi lặp lại nhiều lần của Đinh Trọng chọc giận, đây xem như sự khiển trách nhỏ nhỏ đi. Đinh Mộng Nghiên nắm tay Giang Sách và rời khỏi văn phòng. Cho đến khi họ rời đi, Đinh Trọng tức giận đá thùng rác ra xa 4-5 mét. Đinh Phong Thành sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Đồ vô liêm sỉ, đồ vô liêm sỉ. Đinh Mộng Nghiên đúng là càng ngày càng không biết lớn nhỏ, lại dám dở chút tâm tư này trước mặt tao hả? Giỏi, cánh cứng rồi, ta không trị được mày nữa, đúng không? Đinh Tướng Ngọc bỏ đi xuống, bỏ đá xuống giếng. Người ta hay nói gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Mộng Nghiên và thằng khốn Giang Sách ở bên nhau suốt cả ngày, há có thể không nhiễm tính xấu hay sao? Ông nội, ông phải nghĩ cách xử lý tốt bọn họ đi, nếu không bọn họ thật sự sẽ hết mũi lên trời, không để ông vào mắt được đâu. Đinh Trọng gật đầu, ông biết rồi, đi thôi. Ông ta dẫn đầu rời khỏi văn phòng, vừa đi vừa suy nghĩ xem nên đối phó với Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên như thế nào. Hôm nay cục tức này thật sự là quá khó nuốt. Dưới hoàng hôn bên bờ sông, Đinh Mộng Nghiên cũng không về nhà, điện thoại cũng không thật sự hết pin, chỉ là cô không muốn nhìn thấy những sắc mặt xấu xí đó nữa thôi. Cô và Giang Sách đi dạo trên bờ sông, nhìn ánh mặt trời rải rác trên mặt sông, bộ dáng sóng nước lấp lánh quả thực rất đẹp. Giang Sách, anh có thấy dáng vẻ vừa rồi của ông nội không? Tức giận đến nỗi cổ đỏ bừng, giống như một cái ấm nước đun sôi nóng đỏ vậy. Giang Sách nở nụ cười, em trở nên xấu như vậy từ khi nào thế? Không phải trước kia còn bảo anh phải khách khí với ông cụ một chút hay sao? Đinh Mộng Nghiên thở dài, đúng vậy, dù thế nào đi nữa, ông ta vẫn là ông nội, là người thân của em. Nhưng sự việc hôm nay khiến em quá bực mình, nếu không nhờ đến sự giúp đỡ của 30 chú hộ đó thì em thực sự không biết phải làm sao nữa. Rồi đây, Đinh Mộng Nghiên càng khó hiểu hơn. Thật ra em không biết chuyện gì đang xảy ra. Giang Sách, anh nói xem, tại sao người khác đi thuyết phục thì đều bị đuổi ra ngoài, mà em vừa đi thì không cần nói gì cả, mọi họ đã bằng lòng ký tên vậy chứ? Giang Sách đảo mắt một cái, bởi vì em trời sinh xinh đẹp, vừa xuất hiện đã rạng rỡ, khiến bọn họ đều kinh sợ chăng? Tiền tử gạch hái, cứ thế đã bị thuyết phục rồi. Đinh Mộng Nghiên duỗi ngón trỏ chọc chọc vào đầu Giang Sách. Anh đó, cả ngày chỉ biết nói hưu nói vượt, dỗ dành cho em vui. Cô nhìn Giang Sách, nhìn lại nhìn, rồi cười ngọt ngào. Em cười cái gì vậy? Giang Sách hỏi. Em đang cười anh đó. Anh sao? Đinh Mộng Nghiên chắp hai tay sau lưng, nhìn dòng sông xa xa. Còn nhớ rõ lúc anh mới trở về từ biên giới phía Tây, lầm lầm lì lì, kiệm lời. Lúc đó kỳ thực em còn rất sợ anh, luôn cảm thấy anh có xu hướng bạo lực. Nhưng gần đây em phát hiện ra, Sách, anh càng ngày càng thích nói chuyện rồi đó, càng ngày càng thích cười, thậm chí có thể nói là nói hưu nói vượn giống như vừa rồi đó. Những thứ này đặt vào mấy tháng trước đều là những điều không dám tưởng tượng. Đúng vậy, ai có thể nghĩ rằng huyền thoại chiến thần giết người không chớp mắt lại có một khuôn mặt ấm áp như vậy chứ? Kỳ thực những thay đổi này của Giang Sách cũng chỉ vì Đinh Mộng Nghiên. Có một người vợ như thế này, đàn ông ngày nào cũng bị nhét đầy mật vào lọ, lâu ngày sẽ tự nhiên cởi mở thôi. Nhiều khi chính Giang Sách cũng không nhận ra sự thay đổi của chính mình, nhưng đều có thể chắc chắn là sự dịu dàng của anh sẽ chỉ bộc lộ trước mặt Đinh Mộng Nghiên. Khi chạm trán với kẻ thù, anh vẫn là huyền thoại chiến thần,
khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Giang Sách đột nhiên đổ chuông. Đó là Tân Uẩn.